Hello các bạn nha. Hôm nay shop mình vừa về một mẫu đồ chơi mới nha các bạn. Mình sẽ quay lên giới thiệu cho các bạn. Đây là một cái vỉ trái cây, cắt trái cây 500 với giá là 35k. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem nha. Thường đồ chơi thì sẽ về rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ bóc thử một món đồ chơi lên để quay giới thiệu cho các bạn nha các bạn. Thì mình thấy chi tiết của bộ đồ chơi này thì gồm có một cái tấm thớt hình quả đào, một con dao bằng nhựa. Ở đây thì mình có bộ hai nửa của trái xoài, trái khế, kiwi, thơm, này cà chua và thanh long đang rất là hot trên mạng nha các bạn. Lần đầu tiên trái thanh long có trong vỉ đồ chơi nha các bạn. Mình đang bán bộ đồ chơi này với giá cũng khá là rẻ, 35k. Theo mình thấy thì chất liệu nhựa cũng khá là đẹp, màu sắc sặc sỡ. Này để các bạn chơi nhà chòi bán tiệm rồi rất là tuyệt vời nha các bạn. Nếu bạn nào thích muốn mua mẫu đồ chơi cắt hoa quả này thì hãy liên hệ với mình hay comment thông tin số điện thoại là phía dưới, mình sẽ ship tận nhà cho các bạn nha. Rồi, đây hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn những cái vỉ cắt hoa quả như thế này. Ở đây tôi cái cọc này thì có 5 vỉ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ quay vỉ hoa quả, ngày mai mình sẽ quay một cái vỉ khác nữa để giới thiệu cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye.